Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên Long Quản Gia Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái món mà ăn vặt. Cái món ăn vặt mà mình là hay thường ăn và giữa giờ, hay là nói chung là lúc nào cũng ăn. Ăn vặt mới có người thường. Đó là món bò biết. Món bò biết theo Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia thì bò bía còn gọi là bía hay là bánh bía, tiếng Phúc Kiến là bò bía, là món cuốn theo phong cách ẩm thực Triều Châu, Quảng Đông và Phúc Kiến của Trung Quốc, hiện phổ biến ở Đài Loan, Singapore, Malaysia. Tại Phúc Kiến, món này thường dùng ở Hạ Môn, còn ở Quảng Đông món ăn phổ biến tại vùng Triều Xá ở phía đông của tỉnh. Trong lễ thanh minh, tại Việt Nam món này do các di dân Triều Châu nhu nhập vào. Về nguyên liệu, tại Việt Nam bò bí mạnh được làm bằng các nguyên liệu gồm lạp xưởng, trứng gà rán, cà rốt, rau, xà lách, củ đậu, miền Nam là củ sắn, ai su hào, tôm khô, rau thơm. Tất cả thái nhỏ và cuốn trong bánh tráng làm từ bột mì, gia vị, đính kèm là tương ớt trộn với lạc, rang, giã nhỏ, phi bằng dầu ăn với hành khô. Đối với loại bò bía ngọt, nguyên liệu gồm 1 thanh kẹo mạch nha, hay thay đường cuốn, dừa nạo, cơm dừa,